Kính Chúa yêu nước, Dạ. rất là cảm động và như thế là rất là phục Cao Hoàng Lan đã có cái tiếng nói của mình với anh em cộng đồng mạng và những người Anh theo xin đạo mời công. Ở đây tôi muốn nói rằng là trong những ngày mà đất nước Việt Nam đang như thế là có một cái sự kiện, đó là tin, một tin rất là buồn là chủ tịch nước của chúng ta đã ra đi. Do vậy mà có một cái hiện tượng, tức là một cái tên cậu tặng là Nguyễn Duy Tân đấy, đã lăng mạ và xúc phạm chủ tịch Trần Đại Quang. Thế thì hôm nay nhân diễn đàn của anh Bằng, tôi cũng nói với mọi người rằng tên linh mục Nguyễn Duy Tân này phải được trừng trị trước pháp luật. Tôi đề nghị tất cả mọi người chia sẻ và lên án những cái hành động của anh. Trong một cái thời gian qua, dư luận một bộ phận lớn của nhân dân ở Việt Nam là hết sức bất bình và phẫn nộ trước cái hành vi vi phạm pháp luật liên tiếp của cái tên này. Hắn tuyên truyền chống phá nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ đất nước. Thế rồi hắn cùng với lại tên Nguyễn Đình Thục, tên Đặng Hữu Lam và tên Nguyễn Ngọc Lam Phong. Bốn tên này là bốn tên cẩu tặc. Đấy. Chúng đã như thế là kích động, bôi nhọ lãnh đạo nhà nước, hô kích động nhân dân biểu tình, kết hợp với này một số các cái tên chống cộng cực đoan ở nước ngoài để hòng chống phá lại công cuộc phát triển và như thế là kinh tế của Việt Nam. Đấy, những tên này cần phải lên án. Tôi nói với mọi người rằng đối với chúng nó đúng ra là không còn chỗ đứng. Tôi nói với mọi người như vậy. Nhưng tại sao mà Đảng và nhà nước ta vẫn còn chưa 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 bắt những tên này? Bởi vì nó cái pháp luật của Việt Nam vẫn còn rất nhiều nhân nhượng, vẫn để cho họ một con đường 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 lui và đã nhiều lần triệu tập lên để giải thích răn đe, giảng răn cho đe. họ về chính sách của Đảng và yêu cầu ông ta là ngừng tuyên truyền chống phá Đảng và nhà nước, yêu cầu ông ta về làm tròn đúng trách nhiệm của mình là một người cha để dẫn dắt giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, cho nhân dân công giáo được lao động và sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, phát triển kinh tế của quê hương, góp phần rất to lớn vào cái công cuộc phát triển của đất nước. Thì hắn lại không làm, hắn lại đi ngược lại cái đường lối của Đảng và nhà nước, hắn chống phá cách mạng, hắn ấy xúi giáo dân, xúi giục giáo dân để vi phạm pháp luật. Gia đình thì tan nát, anh em rồi con cái bơ vơ không còn một nơi nương tựa, cuối cùng Đảng và nhà nước lại phải nuôi những con người đó. Đó là một cái hành động hết sức bỉ ổi khi hắn ta đã lợi dụng cái việc là tôn giáo, lợi dụng Chúa để làm cái bình phong để chống phá cách mạng Việt Nam, chống phá lại những cái đúng cái giáo lý của đạo Công giáo. Hắn đã nhổ vào mặt của như thế là đạo giáo, của đạo Công giáo. Bởi vì giáo lý của Chúa không cho phép làm vậy. Nếu tôi không phải là người đi theo đạo Công giáo, nhưng tôi phải nói rằng là không một cái đạo giáo nào lại đi xui dân mình vào tù cả, làm những việc bậy cả, mà người ta phải dạy và dẫn dắt cho con chiên của mình sống một cuộc sống bình an, tốt đời, đẹp đạo, có công ăn việc làm để phấn đấu để làm cho cái nhà nước, cho đất nước được phồn vinh.
đó là góp phần vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Người Công giáo có từ năm 1670, tức là rất là dài trong cái lề lịch sử Việt Nam. Và thủ phủ đầu tiên là ở Hưng Yên, sau đó đến thứ hai đó là ở Phát Diệm, Ninh Bình. Đã có một cái bề dày rất lịch sử của những người đạo Công giáo. Trong cái thời giai đoạn lịch sử dài như vậy, người Công giáo ở Việt Nam họ sống rất tốt, họ chăm chỉ lao động, sản xuất, xây dựng một cuộc sống gia đình rất hạnh phúc và phát triển kinh tế, góp phần vào cái công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước. Trong công cuộc chiến tranh chống Mỹ và cứu nước, người Công giáo cũng đóng góp một phần không nhỏ trong cái công cuộc bảo vệ đất nước. Tôi cho rằng đây là một bộ phận rất nhỏ của người Công giáo đã làm xấu mặt những người Công giáo. Và chúng huy động tất cả những người nào ở cái địa vận mà Hán quản lý. Hán kích động, hô hào và bôi nhọ cái đường lối chính sách của Đảng. Thóa mạ, chửi bới các cái vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Hắn chê trách và tiếp tay cho một số bọn chống cộng cực đoan. Tên Nguyễn Duy Tân đã đi nước ngoài và đã đứng dưới cái lá cờ vàng Ba Sọc. Đã móc nối với này cái nhóm phản động Việt Tân và một số nhóm phản động khác ở các nước trên thế giới, ví dụ như Đức, Ý, Italia, Canada, Mỹ, vân vân. Để hắn móc nối để làm gì? Hắn chống phá Việt Nam là một phần, nhưng hắn lấy được nhiều tiền về túi của hắn. Hắn gửi tiền ở ngân hàng ở Đài Loan, hắn gửi tiền ở ngân hàng Thụy Sĩ. Biết bao nhiêu người mù mờ về cái việc này mà nghe theo nó vào hùa vào để huy động tiền cho nó. Trong khi đó, người dân Công giáo nơi hắn quản lý cực kỳ gian khổ, cực kỳ khổ cực. Tiền cứ phải đóng cho hắn để hắn đi chơi bời phè phẫn, giai gái đĩ bợm, một loại linh mục không còn gì để nói. Tôi nói với mọi người như vậy. Cá nhân hắn, hắn sinh năm 1968, tuổi đời hắn còn rất là trẻ, nhưng hắn đã đi theo một cái con đường là đi ngược với lại đường lối chính sách của Đảng. Hắn bị tiêm nhiễm bởi những kẻ chống cộng cực đoan, bởi những kẻ chống ngọc ở nước ngoài. Hắn bị hoa mắt về đồng tiền và hắn đã đi theo con đường đấy và dẫn dắt giáo dân ở nơi mà hắn quản lý để đi theo một con đường chống lại cái đường lối chính sách của Đảng. Đó là một cái tên vô cùng bỉ ổi, và hắn càng ngày càng ngạo mạn và không, nhân dân không thể chịu được nữa. Tôi đề nghị tất cả mọi người dưới cộng đồng mạng này, những ai có lòng yêu nước chân chính, các vị hãy chia sẻ thật nhiều và phải lên án, tố cáo tên này ra luật pháp để trừng trị hắn trước pháp luật của Việt Nam. Đó là một cái hắn không thể như thế nào tồn tại ở đất nước Việt Nam. Chúng ta phải tẩy chay những cái loại linh cẩu này. Đấy, chúng làm hại nhân dân Công giáo. Chúng chia rẽ đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc giữa người Nương giáo và người Công giáo. Chúng hủy hoại cái cuộc sống của người dân Công giáo. Chúng là hủy hoại cái quyền của trẻ em. Đã bắt như thế là trẻ em bỏ học. Đấy, chúng muốn giết cái mầm mống tương lai của đất nước. Đó là một cái một tên cực kỳ là bà bậy bạ và như thế là ngu xuẩn. Dạ, em xin lỗi anh một tí xíu. Thì nói chung là cái riêng cái tên linh mục Nguyễn Duy Tân mà hôm đấy em gọi là tên cẩu tặc, thì cái hôm kia khi mà hôm đúng rồi, hôm thứ sáu
là khi nghe tin bác Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vâng, đột ngột từ trần, thì là nó có một viết một cái tút lên trên đó, tức là nó xúc phạm bác Trần Đại Quang. Thì em cũng viết một cái tút kêu gọi mọi người, chưa? Anh em mình ở trên mạng này, mình phản đối cái tên cẩu tặc Nguyễn Duy Tân này, kể cả ở trên không gian mạng và gặp nó kể cả ngoài đời nữa. Thì là cũng nghe tin đâu một số anh em cũng kiểm tra lại cái trang mạng của nó, thì thấy cái trước sự phản đối của những người dân và cũng có cái sự mà đóng góp của anh em ở trên cộng đồng mạng này, thì hình như nó cũng tháo cái tút của nó xuống rồi. Vâng, thì một số anh em nói em thế. Thì nói chung là rất nhiều người anh em bạn bè của tôi, khi tôi viết cái tút này lên, thì hiện nay cỡ khoảng độ hơn 300 những cái người ta đã like cái tút này. Cho nên là những cái kẻ như thế thì thực tế ra ở bên trên chú giáo á, là chính quyền, tức là hiện nay thì người ta xử lý cũng có cái phần đương tay, nhưng mà anh em mình trên cộng đồng đồng mạng mình là những người dân, đúng không? Thì những người dân mà bức xúc quá thì mình cũng, thứ nhất là mình cũng phải lên cái tiếng nói, với cái thứ hai nữa là thực tế ra cái chuyện này nhiều bạn cũng có khả năng phản đối, nhưng mà nói chung là mình gặp ngoài đời, thực tế ra những cái lời như thế thì mình không thể chịu được anh ạ. Vâng, thì nói chung là mình làm những việc vi phạm pháp luật thì mình chịu thôi. Vâng, anh nói với chú này, dạ. Người Việt Nam có câu nghĩa tử là nghĩa tận, khi người ta đã nhắm mắt xuôi tay về với suối vàng trong cái niềm đau thương của cả nhân dân cả, thì hắn lại comment một cái câu cực kỳ mất dạy và vô đạo đức. Hắn không phải là một con người. Đến như những người mà ở chiến tuyến bên kia, nếu người ta nằm xuống, mọi việc dù người ta có ác thế nào thì người dân Việt Nam vẫn cho qua và không bao giờ nhắc đến nó nữa. Đó là bản chất của dân tộc Việt Nam. Thế mà như thế là hắn là sinh ra ở Việt Nam, nhưng hắn đã đi ngược lại cái thuần phong mỹ tục của người dân Việt Nam. Hắn còn là một con người không? Do vậy mà tôi nói với mọi người rằng hắn đăng một cái status đấy bị nhân dân cả nước lên án, hắn còn phải bắt bằng được thằng này. Tôi đề nghị mọi người phải lên án hắn và bắt hắn phải đặt ra trước vảnh móng ngựa. Muốn làm được việc đấy, chúng ta phải lên án hắn, vạch tội hắn ra trước công chúng, để cho toàn dân được biết được hắn là một con người như thế nào, để như thế nào pháp luật có điều kiện để như thế nào xử lý hắn. Nhân đây tôi cũng nói với mọi người rằng chúng ta không vi phạm pháp luật, con người hắn không đáng đánh cho nó bẩn tay, cứ bắt được nó giao cho như thế là đề nghị pháp luật phải xử lý tên này. Tôi nói đến người thứ hai, một tên thứ hai, đó là tên Nguyễn Đình Thục. Tên Nguyễn Đình Thục khi hắn đã được như thế là nhận cái chức, thì liên tiếp đến năm 2012, bắt đầu từ năm 2012, hắn đã bắt đầu có cái hành động coi thường pháp luật, coi thường tất cả mọi người. Và hắn dần dần hắn đã bộc lộ bản chất của một tên phản động cực đoan, chống cộng cực đoan. Và hắn đã gì? Hắn mang cái danh Ninh Mục Lệnh, hắn đã quan hệ với các đối tượng phản động ở ngoài nước. Và hắn ấy đã móc nối, hắn gây ra một cái vụ ở Con Cuông năm 2012, nhớ tháng 7 hay sao đó, năm 2012. Hắn đã đưa 700 giáo dân, con chiên đệ tử của hắn, vào hành lễ trái phép. Đấy. Và hắn làm một cái việc mà gây rối trật tự công cộng, bị nhân dân địa phương cực kỳ lên án, mà công an tỉnh Nghệ An phải điều quân lên để như thế nào bảo vệ cho nhân dân địa phương không sẽ xảy ra bạo động và đánh nhau. Do vậy mà đó là một cái việc đấy. Liên tiếp những cái việc đó, hắn này còn về tỉnh Quỳnh Lưu, Nghệ An,
lại làm tiếp một vụ nữa ở Quỳnh Lưu Nghệ An. Và trong khi đó hắn còn bắt những người như thế là cùng với lại bất đồng chính kiến đưa về nhà Nguyện giam giữ và đánh đập. Giam giữ và đánh đập rất là tàn bạo. Cho nên là khi hắn sang Đài Loan, hắn đã cứu kết móc lối với một nhà sư tên là Hùng, à một cái tên Việt Tân. Việt Tân, tên là tên Hùng ở Đài Loan. Tên này là một trong những thành viên của nhóm Việt Tân. Đúng rồi, tại Đài Loan. Và hắn cấu kết với họ để gây áp lực với lại chính phủ Đài Loan để khởi kiện công ty Formosa. Nhưng cái đó chỉ là cái hình thức để hắn ấy có cái điều kiện đưa tiền và như thế là gây dựng một cái nhóm để như thế là đào tạo để biểu tình chống bất bạo động. Đấy. Trong đó có tên gì? Tên cái gì Hùng này, rồi tên Nguyễn Văn Dũng này, tên Trịnh Tuấn Anh này và tên Bạch Hồng Quyền. Trong đó là Bạch Hồng Quyền là chủ mưu tất cả mọi vấn đề mà hắn đã giao cho Bạch Hồng Quyền. Và hắn đã bị trừng trị trước pháp luật. Đấy. Cho đang có lệnh truy nã ấy. Bạch Hồng Quyền đang lệnh truy nã chưa bắt được. Cực kỳ là vô đạo lưu đức. Manh. Thằng ấy lưu manh, Bạch Hồng Quyền lưu manh. Hắn cực kỳ lưu manh. Và hắn đã gây ra rất nhiều các cái khó khăn và cái phức tạp để làm như thế là mất trật tự trị an công cộng và như thế này là gây mất đoàn kết trong nhân dân. Hắn ấy làm cho nền kinh tế của Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn bởi vì bốn tên này. Chúng ta gặp khó khăn bởi vì trên diễn đàn kinh tế AU cũng chỉ vì bốn tên này hô hào nhân dân, hô hào kích động biểu tình đả phá chế độ và hắn ấy âm mưu để làm cho nền kinh tế Việt Nam chậm lại. Hắn ấy âm mưu để cho như thế là đất nước Việt Nam lại phải lầm than một lần nữa. Hắn ấy triệt cả cái mầm non của đất nước. Liệu những người như thế này để cho chúng nó sống ở trên Việt Nam có được hay không? Tôi hỏi mọi người rằng nếu như những tên này mà còn tồn tại thì trước hết giáo dân ở địa phận đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ. Trong khi đó, mọi người thử hỏi tất cả mọi người dưới cộng đồng mạng này, có rất nhiều người biết ở cái vụ Sơn Hải, ở xã Sơn Hải. Đấy. Chúng đã cách ly giữa người công giáo và người dân bằng cách tất cả các lối ra, hắn đã dùng barrier và 5 giờ, tức là hắn có một cái nó gọi là hắn quy định, tức là 5 giờ là không được vào trong cái địa phận của hắn để cách ly giữa người công giáo và người nương giáo. Hắn không cho nhân dân ra khơi đánh bắt cá và mua 2 cái tàu hỏng để về để quay đánh đắm làm đấy để quay phim chụp ảnh để đưa lên thế giới đấy. Hòng như thế là bôi nhọ cái chính quyền của Việt Nam. Cho nên là chính vì thế mà 2 tên này, tôi chưa nói đến Nguyễn Ngọc Lâm Phong, tối mai sẽ nói đến Nguyễn Ngọc Lâm Phong thì mọi người phải biết rằng Nguyễn Ngọc Lâm Phong ở giáo xứ Thái Hà, nói tất cả các bạn biết giáo xứ Thái Hà. Thế và tôi nói với mọi người rằng 2 tên này bản chất của chúng quá ghê hèn, cho nên là hắn đã làm những cái việc tày trời. Hắn ấy dùng tiền của mồ hôi nước mắt của những giáo dân làm ăn vất vả phải đóng góp cho hắn để hắn xây một cái nhà lầu biệt thự giống như một cái nhà thờ, giống như là một cái khách sạn 5 sao. Hắn đi lấn chiếm đất của công và lấn chiếm dòng chảy của dòng sông để xây cái nhà đó.
Do vậy mà đó là những cái việc làm mà không thể chấp nhận được. Hai tên này tôi đề nghị tất cả mọi người cùng chung tay để như tên là tẩy chay hắn, và phải bắt hắn phải chịu trách nhiệm trước việc làm của mình với nhân dân Công giáo, phải bắt hắn chịu trách nhiệm trước pháp luật, để hắn cho hắn đi chăn kiến thì hắn mới biết được, hắn mới phá vỡ hết cái niềm tin giữa nhân dân đối với Đảng, giữa người Công giáo và người Dân giáo. Do vậy mà nói đến đây để mọi người biết, để hiểu dạ. Rõ bản chất của hai tên này nhân như thế nào, để chúng ta có cái cách nhìn nhận. Đây tôi không đánh đồng nha. Vâng. Anh cho em xin một tí. Bình Dương còn ở đây không? Một lát nữa Bình Dương ở đây lên nói về cái chuyện về quả A Quy và Hùng Lân. Rồi. Được rồi. Vâng.